Theo kế hoạch số 60 của Ủy ban Nhân dân thành phố Phủ Lý, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017, thành phố tổ chức đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong 15 ngày đầu của đợt cao điểm, Ủy ban Nhân dân các phường, xã tập trung tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của phường, xã, tổ dân phố và loa lưu động trực tiếp trên từng tuyến phố. Cùng đó, cán bộ phụ trách tới từng hộ dân, tuyên truyền và triển khai thực hiện ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, chế biến thực phẩm, đậu đỗ xe trái quy định. Kết thúc đợt tuyên truyền, đồng loạt các ngành chức năng tiến hành rà soát và ra quân tổ chức cưỡng chế đối với những công trình, hành vi vi phạm. Qua 15 ngày tuyên truyền thì đến nay thì ý thức chấp hành của người dân và hiểu để thực hiện rất là tốt. Ủy ban phường thành lập tổ công tác để kiểm tra, xử lý, lập biên bản. Và chỉ có một số ít các hộ thì còn do khó khăn về nhân lực thì phường là hỗ trợ nhân công và phương tiện máy móc để cùng với người dân tháo dỡ những phần vi phạm. Sáng ngày 3 tháng 5 là thời điểm bắt đầu giai đoạn 3 của đợt cao điểm. Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai đã chính thức ra quân tháo dỡ, xử lý vi phạm về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Thực hiện kế hoạch số 60 ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân phường. Sau khi chúng tôi xây dựng kế hoạch triển khai theo 3 bước. Bước 1 là tuyên truyền nhắc nhở từ 1 tháng 4 đến ngày 5 tháng 4, tức là một cuộc tuyên truyền. Bước 2 từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở và lập biên bản xác định mốc giới các hộ vi phạm về mái che, mái bằng hoặc lên xuống và bày bán hàng đúng quy định theo quy định của ban thành phố. Bước 3 ngày hôm nay ngày 3 tháng 5 thực hiện theo kế hoạch, chúng tôi đã triển khai đồng loạt ra quân và xử lý tất cả những hộ lấn chiếm vi phạm mà được bước 2 đã xử lý vi phạm. Qua rà soát ghi nhận trên địa bàn phường Minh Khai có gần 70 trường hợp hộ dân vi phạm các quy định về trật tự đô thị như mái che, mái lợp, biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè. Nghe được cái chủ trương này thì cũng rất là ủng hộ và rất phấn khởi khi mà đường thông hè thoáng để đảm bảo cho người dân đi bộ, các cháu đi học. Thế nhưng mà cũng có những cái thì theo tôi ấy thì cũng nên, thành phố mình cũng nên có những cái vận dụng sao nó linh hoạt, phù hợp với lại thành phố. Sau hàng loạt các biện pháp tuyên truyền, vận động, nhắc nhở và ra quân xử lý, lập lại trật tự đô thị, nhìn chung người dân đã nghiêm túc chấp hành và thực hiện theo quy định hướng dẫn. Cùng đó, với sự quyết tâm cao, các đơn vị chức năng cam kết bảo đảm không xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.